Viễn Anh và những người bạn của mình sẽ cùng thể hiện khả năng tân bóng trên sân khấu đây. Mời ba bạn biết tân bóng, mời ba bạn. Ba anh, bạn đó, bạn nào tân nhiều rồi, nhất. Rồi, một bạn bên dưới nha. Anh hay em nữa. Bạn nào được chọn em lên sân khấu. Em không muốn tân đâu. Lên, ai được chọn lên sân khấu. Lên, có được chọn rồi hả? Lên. Rồi. Trong ba đứa con, bạn nào tân được nhiều bóng, nhiều lần hơn, bạn đó chiến thắng. Rồi, tất cả tập trung. Mời tân bóng. Rồi, con tân đi. Đá bóng đó con. Một cái, một cái duy nhất. Rồi tới con tân đi. Thứ hai, một, đây là một trái, là một trái thôi. Từ từ bình tĩnh. Rồi tới bạn trai. Và thứ ba, một luôn. Bây giờ vì tỷ số hiện tại đang huề nên mỗi bạn được tân một lần nữa nha. Rồi con tân đầu tiên. Rồi tân đi, ráng hai cái. Một cái duy nhất. Rồi bạn nam từ từ con, từ từ. Một, hai, ngon giải nhất. Một, hai, ba. Rồi từ từ bình tĩnh con mình. Làm gì phải bình tĩnh nha. Bình tĩnh à, bình tĩnh à. Thích thở sau nha mọi người, thích thở sau. Thích thở sau. Hít thở. Rồi. Hít thở. 1, 2, 3. Trời ơi, tại sao không chụp lại làm gì? Nhưng mà ba cái cũng nhiều rồi. 1, 2, 3. Siêu nào. Siêu. Yeah. Phần quà dành cho bạn. Cảm ơn con. Bộ cái bình sáng tạo tặng em nhá. Bộ cái bình sáng tạo của Cool.